Hi, xin chào tất cả mọi người, hôm nay là tối 22 tháng 10 thứ 6 Chúc uh, cho các bạn và gia đình có một buổi tối cuối tuần vui vẻ uh, Quyển uh, sách uh, Tư duy đột phá của Sozo Hibino uh, Đến hôm nay là trang 133 và đã đọc được uh, khoảng uh, 50% cuốn sách uh, uh, Dưới đây là một số gợi ý hữu ích khi làm việc trong nhóm uh, b a -R -F nên cẩn thận khi làm việc với những người hoặc tổ chức có xu hướng cung cấp truyền đạt thông tin chỉ khi nào cần thiết câu nói bạn sẽ thường nghe từ những đối tượng này là chúng tôi sẽ cho bạn biết khi nào đến lúc cái này phức tạp lắm nói ra cũng không hiểu được đâu họ đâu có được học hành đầy đủ để hiểu những thứ này mấy người chỉ cần làm theo là đủ rồi mơ mộng kém thực tế quá đi cô này nói lúc nào cũng dư chi tiết không cần thiết hỏi riết thấy phát điên rồi nghe thôi đi thẳng vào vấn đề đi để cho ban quản lý quyết định luôn cho nhanh những câu phát biểu dạng này chứng tỏ những người nói ra nó chưa nhắm được uh, giá trị nội hàm của nguyên lý mời gọi người tham gia và chưa có khả năng áp dụng nguyên lý trong thực tế hiểu biết về uh, tính chất nhóm ai trong chúng ta ai trong chúng ta thực ra cũng quen với việc sống và làm, việc cùng với các nhóm rồi chẳng hạn như gia đình anh chị em các nhóm ở trường cựu sinh viên và các nhóm ở nơi làm việc của mình mỗi nhóm sẽ có những tính chất khác nhau về thành phần quá trình và kết quả tạo ra sau đây là danh sách sau đây là danh mục các tính chất giúp ta phân biệt được sự khác nhau giữa các nhóm khi thực hiện mời gọi con người mục đích và mục tiêu mời gọi nhóm có trách nhiệm với ai và mức độ tự quản lý và mức độ tự quản như thế nào, mỗi thành viên có mức độ quyền hạn và quan hệ các thành viên khác như thế nào, hoạt động nhóm và hoạt động nhóm là chính thức hay phi chính thức, độ thân thiện thẳng thắn và không khí thảo luận có tự do không, độ gắn kết trong nhóm và mức độ thoải mái tham gia vào việc ra quyết định, mức độ kiểm soát mà người đứng đầu được dẫn dắt nhóm muốn áp dụng và cách uh, ra quyết định chung, các nguồn lực có thể sử dụng như phòng họp nơi làm việc chung, công cụ như hội đàm truyền hình truy cập mạng nguồn thông tin có quyền tiếp cận như cơ sở dữ liệu số liệu tài chính thiết kế họp nhóm các buổi họp trực diện cần được tổ chức trong không khí trung lập không có tính chất đối đầu sắp xếp ghế ngồi không theo thứ bậc hoặc có thể để các nhóm nhỏ tự lập ra các yếu tố về ánh sáng nhiệt độ sự thông thoáng của phòng họp cũng cần phải được chú ý để ý đến dưới đây là một số điểm hay mà chúng ta À, tổng kết lại qua hàng trăm cuộc họp nhóm hiệu quả à, khi trong nhóm có những người giữ vị trí cao do vai trò nắm giữ trong cấu trúc tổ chức kinh nghiệm sự nổi tiếng quyền lực bạn nên làm việc với những người đó để chắc rằng họ cư xử công bằng với các thành viên khác của nhóm nếu làm việc với người phương tây nên đạt đủ sự thân mật để gọi nhau bằng tên thay vì gọi bằng họ tránh giới thiệu bằng những từ như chuyên gia cố vấn tiến sĩ khi giới thiệu mọi người trong nhóm À, xếp chỗ ngồi cho mọi người theo thứ tự uh, Tên ABC Thay vì theo chức vụ Bám sát lịch trình đề ra Trong đó mỗi chủ đề uh, Mang ra thảo luận được xác định mục đích rõ ràng Chỉ ra kết quả uh, Thu được vào cuối buổi họp ngay khi bắt đầu Thông báo với nhóm các thông tin Cập nhật về uh, Những gì đã đạt được từ những cuộc họp trước Sử dụng càng nhiều hình ảnh minh họa càng tốt Các cá nhân nắm giữ Những hoạt động trung gian cần trình bày Về việc mình đã làm sử dụng thời gian không quá ít hay quá nhiều so với thời lượng đã định trước nhắc nhở về lượng thời gian còn lại trong buổi họp <laughs> với mỗi điểm chủ đề tập trung uh, điều khiển quá trình chứ không nên điều khiển nội dung cho tất cả mọi người cơ hội đóng góp kêu gọi những người chưa đưa ra ý kiến của mình sử dụng các kỹ thuật mời gọi tất cả các thành viên dự họp tham gia chỉ dùng phương pháp bầu chọn theo đa số khi quá bế tắc trong việc đánh giá ý tưởng chính bản thân phải tỏ ra hứng thú trong quá trình làm việc nếu bạn đòi hỏi uh, điều đó từ những người tham gia mang những quyết định chưa được đa số uh, thống nhất thảo luận lại vào những lần sau để lấy thông tin mới tham khảo ý kiến các chuyên gia bên ngoài nhấn mạnh mục đích suy xét hay quyết định bất kỳ việc gì tóm lược vào kiểm tra để đảm bảo mọi việc cùng uh, một khái niệm tránh bỏ ra quá nhiều thời gian cho những mục còn nghi vấn hay bàn quá nhiều về lựa chọn đầu tiên dẫn đến thiếu thời gian làm việc cho các lựa chọn khác, uh, tìm kiếm những lựa chọn giải pháp mới, tránh tâm lý tư duy thuận theo nhóm để đạt được sự nhất trí giả tạo, duy trì tính linh hoạt trong buổi họp để uh, tránh để không khí hình thức lấn nát nội dung, đặc biệt là khi các thành viên cần thảo luận trong không khí cởi mở sáng tạo, có thể khuyến khích thảo luận thêm ngay cả khi chủ đề mới phát hiện ra nằm ngoài chương trình dự kiến, giữ tích Nhờ dự tính tích cực người dẫn dắt đặt câu hỏi nhiều hơn là đi trả lời giúp thành viên phát biểu lại những ý tưởng chưa rõ ràng của họ bằng ngôn ngữ tích cực sử dụng nhiều cách diễn đạt khác nhau gọi nhau bằng tên nhắc nhở tôn trọng các ý tưởng và quan niệm khác biệt tránh phê bình ý tưởng trong giai đoạn dành cho các hoạt động phát sinh ý tưởng khi phát sinh các xung đột người dẫn dắt cần khéo léo dẫn hướng tranh luận theo hướng đôi bên cùng thẳng thắn thay vì để mâu thuẫn đến mức chống đối nhau, có thể tái định hướng xung đột thành lợi ích bằng cách dẫn dắt tranh luận theo những mục đích lớn hơn mục đích ban đầu, đặt ra nguyên tắc tập trung động hoạt động trên mục đích và định hướng tạo kết quả tuyệt đối không công kích cá nhân. Công bố thông tin rộng rãi cho mọi người biết để tránh niêm minh ngầm, luôn cảnh giác trước những dấu hiệu tiêu cực như người tham dự bắt đầu tỏ vẻ thiếu tôn trọng lẫn nhau, công kích người chủ trì, giảm tốc uh, giảm độ tập trung hoặc khi thành viên nhóm tỏ ra không đủ năng lực để tiếp tục làm việc uh, sau khi hỏi bất kỳ câu nào dừng lại 3 giây trước khi nói điều kế tiếp kể cả khi mọi người im lặng không có ý kiến gì nói liên tục hoặc không tạo khoảng dừng cần thiết sau câu hỏi sẽ làm giảm thiểu khả năng nghe được các phản hồi của bạn dự tính tập trung khi phản hồi tránh những từ chung chung như tốt lắm ý hay được rồi vậy đi thay vào sử dụng những câu như nói cách khác ý của anh có phải như thế này không à, nếu mở rộng ra thì việc hỏi thêm và tỏ thái độ khuyến khích sẽ giúp bạn thu được nhiều ý tưởng tốt hơn nữa khi cần thiết nhắc lại chiến lược và phương pháp tiếp cận tổng thể về giải quyết vấn đề để làm cơ sở cho việc uh, ra quyết định trong cuộc họp tránh đưa thêm các tài liệu chưa được các thành viên xem trước Bản chất của EBT là làm xuất hiện thêm thông tin mới trong cuộc họp, cho nên đưa thông tin bên ngoài vào giữa chừng có thể khiến tiến trình bị rối. Tổng kết lại vào cuối buổi họp, ta đã đạt được kết luận gì, chuyện gì còn bỏ ngỏ, những gì cần đạt được vào cuộc họp kế. Ghi chú lại biên bản cuộc họp, cố gắng sử dụng đúng ngôn ngữ nguyên thủy mà mỗi thành viên phát biểu ý kiến khi có thể khi có thể sử dụng người ngoài dự án để ghi biên bản gửi biên bản cho mọi người trước khi có lịch làm việc uh, lần sau lắng nghe bằng cả trái tim thường xuyên đánh giá mức độ thành công của nhóm thiết lập một số biện pháp đo lường định tính để đánh giá độ hiệu quả của nhóm một cách định kỳ bạn có thể đo lường các điểm sau quá trình quản lý dự án khả năng nhóm hoàn tất các mục tiêu trong uh, giới hạn ngân sách tiến độ kỹ năng của nhóm năng lực giúp nhóm có thể hoàn thành công việc một cách nhanh chóng Bằng cách sử dụng kiến thức chuyên môn hoặc công cụ quản lý thời gian, à, kiến thức thu thập được thông qua quá trình thực hiện, kiểm soát dự án, mức độ hài lòng, thu thập từ các bên liên quan, trong hoặc ngoài dự án, phản hồi từ người tài trợ cho dự án, bất kể là à, phản hồi qua kênh văn bản chính thức hay những thông tin à, bên nề, giai đoạn triển khai mục đích, mục đích của bạn là gì, cần phải biết mình cần đạt được điều gì hay chắc rằng bạn đang xử lý đúng vấn đề chứ không phải chọn uh, vấn đề sai để xử lý hãy xác định rõ sứ mệnh uh, của công ty hay công việc của mình bạn đang đặt ra uh, đúng câu hỏi xoay quanh bản chất của vấn đề hay không mục đích là cách mà các nhà sáng chế có thể nhìn nhận sự việc vượt khỏi tầm nhìn hiện hữu trên đây là những suy nghĩ và lời khuyên rất tuyệt vời bạn chắc hẳn uh, đã đọc qua hay nghe ở đâu đó rồi những câu nói tương tự cũng thường được lập đi lập lại trong các quyển sách dạy về lãnh đạo quản lý thiết kế nên kế hoạch hoặc kỹ năng giải quyết vấn đề những gì còn thiếu trong những tuyên bố lý trí nêu trên sẽ được giới thiệu để chương này và chương tiếp theo làm thế nào để đạt được kết quả cuối cùng và vượt trội của những tuyên bố đó giai đoạn triển khai mục đích sẽ chỉ ra đâu là vấn đề thực sự từ đó những giải pháp nào và hệ thống nào cần được thiết kế mới hoặc cải thiện một cách sáng tạo. Nhu cầu tạo dựng hệ thống các mục đích từ mục đích chứa đựng rất nhiều ý nghĩa, đó có thể là sự hữu dụng như mục đích của cái kềm là dùng để siết, nó còn có ý nghĩa, ý định như mục đích của chúng là thiết lập các giải pháp cho dịch vụ chăm sóc bệnh nhân. Nó cũng có ý nghĩa là sứ mệnh như mục đích của doanh nghiệp là cung cấp hệ thống thông gió điều hòa trong những không gian đóng hoặc cũng được sử dụng như là mục tiêu Ờ, như mục đích của phiên trợ này là quyên góp tiền từ thiện trong mbt mục đích không những bao gồm tất cả các ý nghĩa đó mà còn vươn đến những chiều hướng cao hơn và xa hơn nguyên lý về mục đích bao gồm phạm vi bao trùm động lực và những kết quả có thể đạt được từ việc tạo ra sự thay đổi ờ, trong những điều kiện hiện tại đến việc tạo ra những giải pháp hoặc hệ thống hoàn toàn mới phục vụ cho kết quả trong mơ việc khám phá và triển khai mục đích tạo cơ hội cho chúng ta có thể làm việc À, đúng vấn đề thậm chí ngay cả khi vấn đề đó vượt khỏi khuôn khổ của một cá nhân hay tổ chức dám nghĩ đến uh, ban đầu những nhà lãnh đạo hoặc người giải quyết vấn đề tài giỏi ít khi uh, chịu chấp nhận vấn đề hoặc sự việc theo các khuôn khổ đã định sẵn thay vào đó họ thường xuyên tự đòi hỏi mình và những người có liên quan khác tái nhận diện sự việc trong một bối cảnh rộng lớn hơn họ tìm hiểu mối tương quan giữa giải pháp hữu ích cho chính vấn đề đó và bối cảnh rộng lớn hơn hàm chứa nó sự tìm tòi này dẫn đến việc xây dựng và phát triển một hệ thống các mục đích mở rộng cho các vấn đề cần phải đương đầu kết quả là lập ra được một danh sách các mục đích được sắp xếp theo hệ thống từ mục đích nhỏ nhất hoặc phạm vi bé nhất đến mục đích lớn nhất hoặc phạm vi bao trùm nhất trong bất cứ tổ chức nào có thể việc hình thành nên hệ thống này giúp các nhà lãnh đạo phát hiện ra rằng công việc kiến tạo giải pháp còn đòi hỏi sự tập trung vào một vấn đề khác hẳn vấn đề ban đầu bằng cách nghiên cứu bằng cách làm của các nhà quản lý thành công tôi bắt đầu hiểu ra rằng việc khai thác mục đích thành một hệ thống là tối quan trọng để kiến tạo các giải pháp hữu ích điều đó giúp cho chúng ta hiểu rõ hơn về bối cảnh của vấn đề đây là bước đầu tiên để giải phóng tính sáng tạo và phát kiến mới trong quá trình đi tìm giải pháp việc khai triển mục đích thành một hệ thống đã được củng cố bởi rất nhiều nghiên cứu trong luận văn của tiến sĩ trong luận văn uh, tiến sĩ của mình để thiết lập một viên uh, một tuyên bố về vấn đề cần được giải quyết kỹ sư Godanska Saman dùng phương pháp thực nghiệm để so sánh uh, ba phương pháp nhận diện vấn đề, các phương pháp bao gồm khai triển mục đích, khảo sát và kiểm thử các giả định chiến lược và đối chứng bằng cách sử dụng phương pháp động não phi cấu trúc Uh, mẫu nghiên cứu của Saman bao gồm uh, 72 uh, chuyên gia lập kế hoạch ở vùng Madison và Miwake thuộc bang uh, Wisconsin. Ba nhóm được tạo ra một cách ngẫu nhiên, sau đó mỗi nhóm sẽ áp dụng một phương pháp nhận diện vấn đề theo phân công. Sau thời gian thử nghiệm, cô đi đến kết luận rằng phương pháp triển phát triển mục đích, một thành phần chủ yếu của EBT đã cho những kết quả nhất quán về tính hiệu quả và đưa ra các tuyên bố vấn đề vượt trội hẳn hai nhóm còn lại cho cả cá nhân và tổ chức. Cô ấy đã viết thông qua kết quả trả lời bảng câu hỏi, những người tham gia thực nghiệm đều đồng ý rằng suy nghĩ theo cách khai triển mục đích để xem xét và tái nhận diện vấn đề là cách tối cần thiết để sáng tạo. Cô giải thích thêm Phương pháp triển khai mục đích thúc đẩy suy nghĩ theo hệ thống các mục đích hơn là chú ý vào các tiểu tiết của bản thân vấn đề. Do vậy, phạm vi của vấn đề được mở rộng hết mức từ đó, việc nhận diện và tìm giải pháp mang tính chủ động thay vì thụ động. Trong một nghiên cứu khác, các nhà nghiên cứu của tôi đã tìm hiểu các quy trình được sử dụng bởi các kỹ sư tài giỏi nhất theo đánh giá từ những người đồng cấp phụ tá hoặc quản lý của họ trong một dự án để cải thiện năng suất và cách quản lý của uh, phòng kỹ thuật ở một công ty lớn về hàng không vũ trụ, kết quả đáng kinh ngạc tập trung xung quanh cách những người tài giỏi này nhận diện bối cảnh cho mỗi nhiệm vụ của mình. Ví dụ, công việc của nhóm thử nghiệm hiện trường đòi hỏi các kỹ sư trong nhóm đó uh, nhóm phải đo đạc các đặc điểm của luồng khí tương ứng với một số kiểu cấu hình cánh máy bay, trong khi phần lớn các kỹ sư đều bắt đầu công việc bằng cách tìm hiểu các thông tin có sẵn người xuất sắc nhất luôn luôn nghĩ luôn luôn hỏi kỹ càng về mục đích tính toán bởi vì nếu càng biết rõ bối cảnh mục đích uh, uh, tính anh ấy càng có thể đưa ra những uh, các phương pháp đo lường đúng hơn có rất nhiều uh, quyết định nhỏ phải được uh, thực hiện khi tiến hành quá trình tính toán các kỹ sư làm việc hiệu quả nhất luôn biết cách kết hợp thật ăn khớp mục đích công việc của họ với mục đích của nhóm thử nghiệm hiện trường, kiểu tư duy mở rộng như thế này cũng được áp dụng cho hai mục tiêu kiến tạo giải pháp khác nữa, trong việc tìm kiếm những tuyên bố mục đích để xây dựng một hệ thống, phương pháp này động viên mọi người nghĩ về cách dùng động từ thay vì danh từ, danh từ dùng gọi tên sự vật, trong khi động từ thường nói về chức năng và hành động đó là cách để tư duy trên bình diện rộng lớn hơn và hướng đến hành động nhiều hơn phương pháp này hỗ trợ cho tính chất số đông và tính đa chiều trong việc ra quyết định và chọn giải pháp cho một vấn đề trong thế giới ngày nay đó là một quá trình hoạt động nhóm hiệu quả và đầy kích thích nếu được thiết kế cẩn thận có thể xử lý các quan điểm khác nhau trên cùng một vấn đề một cách tích cực sử dụng tuyên bố vấn đề hay tuyên bố mục đích cần phải làm rõ rằng tuyên bố mục đích và tuyên bố vấn đề không phải là một à, tuyên bố vấn đề là nhận diện những gì bị hư hỏng hoặc không hoạt động đúng cách, tuyên bố mục đích tìm ra những gì chúng ta mong ước thực hiện. Ví dụ, tuyên bố vấn đề có thể là chúng ta không giao hàng đúng hẹn, còn tuyên bố mục đích lại là mục đích của chúng ta là giao hàng tận tay theo yêu cầu khách hàng. Lợi thế của tuyên bố mục đích giúp ta luôn tập trung vào nhu cầu tối thượng phải hoàn thành thay vì ôm núi dữ liệu mà đang phần mà đa phần trong đó vô nghĩa cho tương lai hay gieo nỗi sợ hãi về vấn đề hiện tại không giao hàng đúng hẹn nó giúp bạn khám phá toàn diện hơn mục tiêu bạn mong muốn hoàn thiện như vậy trong giai đoạn này của ebt bạn tìm cách để tái cấu trúc tuyên bố vấn đề ban đầu thành một danh sách tuyên bố mục đích để có thể mở rộng không gian sáng tạo cho việc kiến tạo giải pháp không gian này chính là những năng lực tinh thần linh hoạt của bạn và quyền lực À, bạn tự cho phép mình có thể uh, chất vấn lại những giả định ban đầu để suy nghĩ một cách sáng tạo trong bối cảnh rộng lớn hơn điểm mấu chốt ở đây là MBT không chấp nhận những tuyên bố ban đầu uh, như là mục đích uh, chủ chốt để giải quyết vấn đề mà xem đó chỉ là những điểm khởi đầu để kiến tạo giải pháp thiết lập hệ thống mục đích những người thực hành MBT đi xa hơn phạm vi uh, tuyên bố vấn đề uh, đầu tiên và tìm hiểu vấn đề từ những góc độ khác nhau họ cùng với những người đã được nhận diện trong giai đoạn mời gọi người tham gia cùng khám phá những mục đích tiềm tàng bằng cách tạo ra phạm vi định nghĩa mục đích rộng hơn chứ không phải dừng lại ở việc giải quyết vấn đề cụ thể như ghi nhận và đảm bảo rằng nhu cầu thực sự không được bỏ sót. Cấu tạo uh, hệ thống mục đích này luôn nhắc nhở rằng ta nên tạo ra giải pháp cho một mục đích khác thường lớn hơn về phạm vi hơn là cho vấn đề sơ khai mà tuyên bố vấn đề chỉ là một khái niệm cốt yếu của BT là mục đích đầu tiên phát hiện ra trong việc giải quyết vấn đề không phải là uh, cố định khi nhìn vào nhu cầu của khách hàng hoặc các bên liên quan rất nhiều mục đích khác sẽ xuất hiện để có để cho khách hàng và các bên liên quan lên tiếng về mục đích của họ có thể ảnh hưởng rất lớn đến quan điểm và cách bạn tìm ra giải pháp ví dụ nếu khảo sát trong những người tham gia hội nghị về buổi tiệc trà Câu trả lời của họ chắc chắn sẽ rất uh, sẽ khác rất nhiều so với những người phục vụ tiệc. Mục đích sẽ thách thức những giả định hay định kiến uh, mà còn mà con người hay buộc chặt vào vấn đề nguyên lý về mục đích được xem là một chỉ dẫn để phát triển suy nghĩ, mở ra cánh cửa cho nhiều giải pháp khả thi hơn, tầm nhìn nên được bắt đầu từ những mục đích lớn hơn như vậy. Có một cách rất tốt để hình dung về hệ thống mục đích là hãy tưởng tượng ra một cái thang nhìn hơi khác nạ, phát triển uh, theo hướng lên trên, các mỗi bậc uh, tiếp theo sẽ rộng hơn bậc dưới nó. Xem hình 6.1, uh, thanh ngang dưới cùng là tuyên bố mục đích đầu tiên của vấn đề, thông thường phản ánh tuyên bố vấn đề khởi phát, ví dụ như chế tạo phụ tùng A hoặc để giải quyết sự bất đồng giữa anh A và cô B về việc nhận diện ai làm. À, cho vị trí này, khi bạn nới rộng phạm vi suy nghĩ và lưu ý đến những mục đích lớn hơn, tổng quát hơn để đạt được mục đích ban đầu, bạn neo dần lên những cấp bậc tiếp theo rộng hơn như hệ nhảy mở rộng các mục đích của bạn. À, thì à, buổi đọc sách tối ngày 22 tháng 10 xin được à, dừng lại ở đây. À, cảm ơn à, các bạn và chúc cho các bạn có một buổi tối à, thật nhiều niềm vui, thật nhiều niềm vui và có một à, ở buổi ở cuối tuần vui vẻ bên gia đình và bạn bè xin chào và hẹn gặp lại